dù thuyền động cơ mới dài 48 phút của Zealander dự kiến sẽ hạ thủy vào giữa năm 2022. Giống như người chị lớn Z72, Zealander 5 thậm chí còn hấp dẫn hơn những người tiền nhiệm của mình. Tất cả DNA của Zealander đều có ở đó, nhưng với những đường nét cong hơn và đường cắt hình chữ S thể thao hơn. Tại Zealander, chúng tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người trở nên phi thường, người sáng lập CSC Co-opman cho biết. Zealander 5 là một hiện thân của triết lý đó, một chiếc du thuyền tinh tế, nổi bật và có thể được cá nhân hóa theo sở thích của chủ nhân. Ngoại thất là sự tiếp nối những đường nét của chiếc Z72 thành công và thiết kế bên trong thực sự đặc biệt đối với một chiếc du thuyền cỡ này, Zealander 5 cũng được cải thiện chức năng. Cửa ra vào bên trong và một thẻ thông hành cho phép bạn dễ dàng ra vào. Một buồng lái đi bộ đầy đủ cho phép truy cập vào bể bơi Zealander mang tính biểu tượng. Và quan trọng nhất, Zealander 5 có thể mở cửa cho những tháng mùa hè với cửa sổ trời và cửa sổ trượt có thể thu vào ở phía sau hoặc đóng kín cho những chuyến du ngoạn mùa đông mát mẻ. Cách bố trí tiêu chuẩn cung cấp cabin chính ở phía sau với giường đi bộ và khu vực thay quần áo chuyên dụng. Các tính năng thông minh bao gồm một TV được gắn ở một góc so với giường. Cửa sổ rộng cho tầm nhìn ra khu neo đậu từ gối của bạn và một bàn trang điểm bọc da đẹp mắt. Khái niệm ánh sáng xung quanh tinh vi chạy đến ngưỡng cửa được chiếu sáng dưới mỗi cánh cửa. Du khách sẽ được tận hưởng một chiếc giường đôi hình chữ V sang trọng về phía trước có tivi và cửa sập phía trên. Vòi sen và nhà vệ sinh riêng biệt cũng cung cấp một tiêu chuẩn hoàn thiện đặc biệt. Mái che chở khách bao quanh các khu vực sinh hoạt chính của thuyền trong một tổ hợp tiện nghi cao cấp với tầm nhìn 360 độ. Có một cửa sổ trời điện ở đây và một phòng trưng bày trang nhã. Chỗ ngồi bọc da đầy đặn, khâu tay cho phép 7 người dùng bữa trong tổng thể sang trọng. Sức mạnh dễ dàng vuốt phần tựa lưng lên để tạo ra đôi ghế phi công giúp điều khiển dễ dàng các hệ thống của du thuyền. Các tùy chọn bao gồm Volvo Penta IPS 500 hoặc 650 port đôi hoặc 3. Cho công suất tối đa 1440 mã lực. Chắc chắn là nó tạo ra một chuyến đi rực rỡ, nhưng công nghệ docking có hỗ trợ của Volvo cũng giúp tạo ra ánh sáng của việc di chuyển trong khoảng thời gian gần. Con thuyền mới rộng hơn trong chùm, mang lại nhiều lợi ích. Có thể tích lớn hơn bên dưới tự nhiên, nhưng cũng có đặc tính thủy động lực học và hành trình tốt hơn. Chạy hết ga, con thuyền dễ dàng đi được 45 hải lý một giờ, nhưng tất cả những gì bạn sẽ nghe thấy là âm thanh báo thức. Cưỡi tại mỏ neo. Máy phát điện và máy điều hòa chỉ tạo ra 46 decibel theo đúng nghĩa đen là tiếng thì thầm yên tĩnh. Chia sẻ hữu ích nhé!